và vai áo em bạc thế, nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về đất mẹ ru. Nếu quý vị đang cần tìm một cái cảm giác hát karaoke mới lạ với hiệu ứng âm thanh bay bổng và đặc biệt có tính thực dụng rất cao khi mà chúng ta có thể dễ dàng mang đi mọi nơi mà có thể mang ra phục vụ ngoài trời cũng như trong nhà đều được, vậy thì chắc chắn không thể thiếu được những cấu hình bộ dàn karaoke Klumroy. Và ngày hôm nay thì Nhật Trường muốn giới thiệu tới quý vị cấu hình bộ dàn đó với tâm điểm đó chính là màn trình diễn của người ca sĩ Electrovoy Yvonne 50M. Vậy thì bộ dàn ngày hôm nay có những cái đặc điểm gì nổi bật thì cùng Nhật Trường tìm hiểu trong số video ngày hôm nay, thưa quý vị. Thì chúng ta có thể nhận thấy được ngay với cái thiết kế như thế này, đúng không ạ? Đặc biệt với cái dòng loa Klumroy như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời các cái thanh nối này quý vị nhé. Đây, ví dụ như Nhật Trường có thể tháo cho quý vị xem. Chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời các cái thanh nối như thế này và chúng ta dễ dàng có thể đó, đúng không ạ? Chúng ta có thể dễ dàng cho vào cái túi ba lô của hãng đã được trang bị. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng mang đi bất kỳ nơi đâu mà nó không gây ra cái cản trở, đúng không ạ? Đặc biệt có cái phần tay thanh tay cầm đây rất là chắc chắn. Đó, vậy thì đó chính là cái phần yếu tố thực dụng của hãng, đúng không ạ? Khi mà hãng cũng đã trang bị cho quý vị ở đây một cái chiếc ba lô với bên trong đó chính là những cái lớp xốp để chúng ta có thể dễ dàng mang thiết bị một cách an toàn, đúng không ạ? Không gây ra chảy xước. Rồi đó là cái về phần cái chiếc loa của chúng ta. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể nhận thấy được với cái hệ thống dàn máy ở đây rất nhỏ gọn, chỉ bao gồm một con vang số và một bộ micro không dây. Ở đây thì Nhật Trường đang sử dụng con vang số của BK dòng BBR5600 kết hợp với là một bộ mic dành chuyên cho hát karaoke cũng như là cho sự kiện, đó là dòng BCE VIP 3000, hát rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng với cái tủ thiết bị ABS như ABS 4U. Như vậy thì với cái tủ như thế này chúng ta hoàn toàn có thể để cố định cái hệ thống dàn máy ở trong này và chúng ta dễ dàng mang đi bất kỳ nơi đâu mà chúng ta không cần phải ôm đồm từng thiết bị rời một, đúng không ạ? Và ngoài ra cũng nó cũng sẽ bảo vệ cho quý vị khi mà phục vụ ngoài trời, tránh được tình trạng mưa cũng như là tránh va đập rất là tốt. Đó. Và ngoài ra thì yếu tố thực dụng nó còn đến từ cái công suất của cái dòng loa này. Khi mà hãng đã trang bị cho cái dòng loa Electrovoy Yvonne 50M này, mức công suất cực kỳ lớn lên tới 1000W, thưa quý vị. Quý vị không nghe nhầm đâu ạ, 1000W nó được chia đều cho hai hệ thống củ loa. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống củ loa bass ở phía dưới là 30cm, công suất sẽ là 500W, kết hợp với lại hệ thống 8 loa toàn giải bên trên cũng là 500W. Và một cái hay nữa đó chính là gì? Với cái góc bẻ của cái hệ thống loa toàn giải phía trên này, đó đúng không ạ, quý vị có thể nhận thấy được nó ôm và bẻ phần phía dưới như này, nó sẽ giúp cho cái khả năng phóng âm cực kỳ tốt, thưa quý vị. Khi mà quý vị ngồi hát thì cái hệ thống loa toàn giải phía dưới này, đoạn phía dưới này, nó cũng sẽ truyền tới tai của quý vị một cách nhanh chóng mà nó sẽ không gây ra tình trạng bị mất âm thanh. Còn cái phần hệ thống loa ở bên trên nó sẽ giúp cho quý vị khi mà đứng ở xa hoặc là khi quý vị đứng hát thì nó sẽ có cái hiệu ứng echo reverb bay vang vọng ngay quanh quẩn tai bên chúng ta, đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi chúng ta hát karaoke nó có cái cảm giác nó cực kỳ là hay, giống như cái cảm giác mà chúng ta đang ngồi trong một cái khán phòng, trong một cái hệ thống phòng karaoke kinh doanh ở ngoài quán mà quý vị vẫn hay đi hát, đúng không ạ? Đó, thì ngoài ra thì với cái góc phủ âm của cái hệ thống loa Klumroy này nó cũng rất là lớn, với cái góc phủ âm ngang đó chính là 120 độ, nó sẽ cho phép cái khả năng lan tỏa âm thanh đi rất là rộng, cho do đó là quý vị hoàn toàn có thể sử dụng cái cấu hình bộ dàn này cho một không gian tương đối là lớn, thưa quý vị. Nếu như quý vị sử dụng trong nhà thì có thể sử dụng những cấu hình bộ dàn này với không gian 50, 60, 70 m² đều được, và quý vị sử dụng ngoài trời thì lại càng hợp lý, quý vị nhé. Đó, bởi vì tại sao những hệ thống loa Klumroy như này nó có cái khả năng phóng âm cực kỳ là xa và bay tiếng, chúng ta càng nghe ở vị trí nó xa xa một chút thì tiếng nó lại càng dễ chịu, càng hay. Đó, thì với góc phủ âm ngang là 120 độ này, góc phủ âm dọc nó sẽ là 40 độ, đúng không ạ? Chính vì vậy mà quý vị có thể cảm giác được nó có cái độ mở, cái họng mở nó rất là tốt. Do đó là chúng ta có thể ngồi nghe hay đứng nghe, hay là chúng ta đứng ở bên cạnh, đứng ở đằng sau thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận âm thanh nó một cách rất là chính xác và rõ ràng. Đó, và với cái dòng loa Electrovoy Yvonne 50M này thì nó cũng đã được tích hợp sẵn cái bộ mixer 8 kênh hoạt động động lập rồi, và có sử dụng các hiệu ứng của Dynacorp, đúng không ạ? Đã được các kỹ sư của Dynacorp phát triển rất là tốt. Quý vị hoàn toàn có thể sử dụng với bộ mic không dây cắm trực tiếp vào chiếc loa này để hát cũng được. Đó, nhưng mà tất nhiên để có được cái yếu tố sáng tạo nhiều hơn, tính linh hoạt nhiều hơn và tận dụng
tối đa, tức là chúng ta khai thác được tối đa cái hiệu suất âm thanh được hay nhất, thì chúng ta nên sử dụng thêm một cái hệ thống vang số cũng như là micro rời bên ngoài như này. Và đó chính là lý do mà tại sao nhà trường lại phối ghép cho quý vị con vang và con mic ở đây, đúng không? Chúng ta phải có lý do chứ, đúng không? Đó, đó thì với cái cấu hình như thế này giúp cho quý vị có thể có được một cái trải nghiệm hát karaoke cực kỳ là tuyệt vời quý vị nhé. Vậy thì bây giờ để có thể minh chứng cho quý vị điều đó thì Nhật Trường xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe thử một vài những bản nhạc từ nhẹ nhàng cho tới EDM tiết tấu mạnh và hát karaoke để thưởng thức một vài cái âm dài nó xem như thế nào. Xin mời quý vị. Mưa răng lối nhỏ em về, đất cùng ta chạy bao nắng bao ngày, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người bàn chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người lẽ loi thân cỏ trên đầu. Đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Đất bạc màu và vai áo em bạc thêu, nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.
Vừa rồi thì quý vị đã nghe thử chất lượng âm thanh của bộ dàn ngày hôm nay rồi. Thì không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng quả thật với Nhật Trường, mỗi một lần mà hát karaoke ở trên những bộ dàn Krumarai như thế này sẽ luôn luôn đem lại cho chúng ta được một cái cảm xúc, một cái làn gió mới, đúng không ạ? Nó rất là tươi mới, nó rất là mới mẻ, nó rất là thú vị. Bởi vì cái chất âm của những dòng loa Krumarai như thế này, nó luôn luôn có được một cái sự hào sảng, một cái sự phóng khoáng. Nó khác biệt hoàn toàn so với chất âm của những dòng loa full mà chúng ta vẫn hay sử dụng hàng ngày. Do đó là với toàn bộ những công nghệ, những cái tính thực dụng và với cái hiệu suất âm thanh nó tốt như thế này, thì nó có thể giúp cho quý vị có được những cái trải nghiệm hát karaoke này, xem phim, nghe nhạc ở trong nhà, ngoài trời, nó đều rất là lý tưởng, đều rất là hay. Bởi vì đặc biệt cái chiếc loa của chúng ta có thể xuống được tới 43 Hz, cho ra một cái giải âm trầm cực kỳ là sâu và căng, đúng không ạ? Điều đó nó tạo lên một cái cảm xúc rất là tốt khi mà chúng ta trải nghiệm. Và tổng mức đầu tư của bộ dàn ngày hôm nay thì nó sẽ rơi vào khoảng 132.370.000, bao gồm hai cái chiếc loa Electrovoice, đúng không ạ, Evone 50M kết hợp với hệ thống tủ máy mà như Nhật Trường đã giới thiệu rồi. Thì nếu như quý vị là quan tâm tới cấu hình bộ dàn ngày hôm nay thì có thể liên hệ với Nhật Trường qua số online 0985 357 466 để được mức giá tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Xin chào.